chương trình các chuyến hành hương thánh năm 2023, đặc biệt có thánh lễ, có bí tích giải tội và chữa lành trong các ngày hành hương. Tour 2 đi Do Thái, Jordan, Roma từ ngày 6 tháng 11 đến ngày 21 tháng 11, 2023 chỉ có 4.950 đồng. Cha Linh Hướng, Linh Mục Giuse Đặng Văn Chín, hành hương đất thánh từ thời cực ước của ông Môi-se nhận 10 điều răn tại núi Sinai đến thời tân nước nơi Chúa Giê-xu đã sống, đã rao giảng và chịu khổ nạn tại Nazareth, Bethlehem, Jerusalem, kính viếng các vương cung thánh đường tại Roma, nơi Thánh Phêrô đã xây dựng hội thánh và dự kiến Đức Giáo hoàng Phanxicô tại quảng trường Vatican. Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc Mimi Đinh 714-722-3388, email hanhhuong.tinhtam@gmail.com, website vietcatholictour.com.